Với thiết kế độc đáo và sự phản chiếu kỳ diệu, hạt đậu đã trở thành biểu tượng không thể bỏ qua khi đến với Chicago. Được đặt tại công viên Millennium, tác phẩm nghệ thuật này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn tôn vinh tinh thần hiện đại của thành phố này. Tôi thật sự kinh ngạc trước kích thước và vẻ đẹp của nó. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi cảm thấy thực sự ấn tượng. Hạt đậu phản chiếu mọi thứ xung quanh thật kỳ diệu. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và không thể chờ đợi để chia sẻ với bạn bè. Chính thức khánh thành vào năm 2004, hạt đậu đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật của Chicago. Cao 10 mét, dài 20 mét và nặng tới 110 tấn. Tác phẩm này được chế tác từ 168 tấn thép không gỉ, ghép lại một cách tinh xảo để tạo ra một bề mặt liền mạch, phản chiếu toàn bộ cảnh quan thành phố, từ những tòa nhà chọc trời đến bầu trời xanh thẳm. Hạt đậu không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó còn là biểu tượng của sự sáng tạo và năng động của Chicago. Nó được đặt trong công viên Thiên Niên Kỷ và là điểm thu hút rất lớn du khách cho Chicago. Đi bộ bên dưới, bạn có thể thấy những phản chiếu ánh sáng khác nhau. Đó giống như một chiếc gương phản chiếu tuyệt đẹp của đường chân trời. Hạt đậu không chỉ là điểm đến ưa thích của người dân địa phương, mà còn là điểm dừng chân của hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Dù vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, vẻ đẹp huyền ảo của nó vẫn luôn gây ấn tượng mạnh. Tôi từ Indonesia đến đây. Chicago thực sự là thành phố với kiến trúc tuyệt vời và không khí trong lành. Mọi người ở đây rất thân thiện. Tôi đến thăm nơi này và thực sự ấn tượng. Tôi và vợ ở cùng anh rể đã chụp được rất nhiều ảnh và đăng tải trên Instagram. Tấm gương sáng bóng của hạt đậu còn phản chiếu chính bản thân người xem, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa con người và nghệ thuật. Với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và không gian công cộng, The Bean không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà còn là biểu tượng của thành phố Chicago. Dù là ngày hay đêm, mùa hè hay mùa đông, The Bean luôn phản chiếu một Chicago tươi đẹp và đầy sức sống. Công Tùng, phóng viên Truyền hình Việt Nam, tại Mỹ.